Ngay khi bộ phim Thương Ngày Nắng về được phát sóng, thì vai diễn của Huyền Ly Di đã tạo được tiếng vang mạnh mẽ. Không chỉ có diễn xuất tự nhiên lay động lòng người, Huyền Ly Di còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp kiều diễm và khi lên phim, phong cách thời trang của cô cũng là chủ đề nóng khiến chị em công sở bàn luận rất nhiều. Bởi ai cũng muốn mặc đẹp và thời thượng như Huyền Ly Di. Là một giám đốc marketing của một công ty thời trang, Vân Trang do Huyền Ly Di đảm nhận, luôn tới sở làm với những set đồ chỉn chu, thời thượng đúng chuẩn một chị đẹp công sở. Những set đồ của Huyền Ly Di không chỉ đẹp, mà còn có cả ngàn chiêu hách dáng đỉnh cao để nàng nào diễn lên cũng cao giáo, thanh thoát vô cùng. Mỗi tập phim được phát sóng, từng món đồ mà Huyền Ly Di mặc trong phim như áo blazer, quần ống loe, xăng đan cao gót đều lập tức được chị em săn lùng tới tấp để hoàn thiện phong cách công sở của mình và để đẹp được như Huyền Ly Di. Ít ai biết rằng trước khi trở thành nữ chính vạn người mê trong phim Thương Ngày Nắng Về, Huyền Ly Di từng là một nữ phụ sexy gợi cảm trong Hồ Sơ Cá Sấu. Dù không phải là vai chính trong phim, nhưng nhân vật Thu do Huyền Ly Di đảm nhiệm đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Trong phim Hồ Sơ Cá Sấu, Huyền Ly Di tuy chỉ đảm nhận vai nữ phụ, nhưng cô luôn gây ấn tượng với style sexy, hút mắt. Cô thường xuyên khoe dáng trong những thiết kế hai dây, áo lệch vai, cổ yếm. Đỉnh điểm chính là khi Huyền Ly Di khoe thềm ngực nóng bỏng trong thiết kế áo hai dây ôm sát. Sắc vóc của mẹ một con đốt mắt người xem và thách thức tất cả mọi cô nàng nữ chính phim VTV Giờ Vàng từ trước đến giờ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.